chào mọi người nhé Em có một con máy giống như là gọi là tiệt phẩm Huawei 55 nha mọi người Máy in Sweden ha Cái này em mới rửa nước xong Em mới xịt rửa nước sơ ở bên ngoài này e tự động luôn nha E nó e tự động luôn. Đẹp lắm mọi người ơi Huawei 55 Cô thịt cô thịt điển nha bao làm luôn con này nó sai xích lỡ nha mọi người xích, xích gần như xích đại á làm riêng của nó luôn nha làm hula này xịn sò lắm nha nó chất lượng hơn nhiều loại làm chuột á mấy đẹp quá được con con này đẹp lóc máy nó đẹp lắm tại chưa vệ sinh bên trong thôi Tháng xích đồ còn đầy đủ hết máy này đi cắt khơ rất là ngon 55 cc mấy con này nó đẹp làm nó dài khoảng 20 40 khoảng 6 tắc 58 mấy 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 người 58 máy đầm tay lắm mọi người cắt xuống lắm cắt bao sướng luôn thiết kế như máy lớn á rồi cái con này thì em để giá là 3 triệu chưa dọn nha 3 triệu chưa dọn em bao cái nòng nha bao nồng máy em bao nồng và có lửa nha đẹp mặt tiền như thế này là biết là nó rất ít dùng luôn mọi người rất ít dùng con này là cực kỳ ít dùng luôn nhưng mới bên trong còn đất này nha mọi người đất không người ta gọi là đất chứ không phải gọi là mùng cưa khi nó cưa xong rồi nó, nó còn dính ở trong đó Bỏ bãi nữa rồi tất cả mọi chi tiết đều may in quyết hết rồi con này 3 triệu chưa dọn nha mọi người